Ok. Rồi, chào mừng các bạn đến với trận thi đấu nội dung ba nam giữa câu bộ Công viên Tuổi Trẻ và câu bộ Văn Quán. Ra sân bên phía Văn Quán đó là chân công Sư Bùi, chân thủ Quân và Sơn. Trong khi đó bên phía Công viên Tuổi Trẻ đó là Tuấn Anh, Lợi Nguyễn và Huy Sáng. Đây hứa hẹn sẽ là một trận cầu vô cùng hấp dẫn. Tỷ số không đều. Quất. Một pha chắn cầu thành công của Tuấn Anh. Tỷ số 1-0 nghiêng về phía Tuấn Anh và các đồng đội. Hai đội ra sân với đội mạnh nhất. Rất uy lực. Quân là một chân quét có biên độ quét rất rộng. Chiều độ cao tiếp cầu cũng rất cao. Tuấn Anh, đây sẽ là màn đọ sức của hai chân quét xịn nhất của hai đội. Tỷ số 2-1. Dừng cầu do có trẻ con lao vào sân. Rất nhanh nhẹn đó là đội trưởng Sư Bùi Tuấn Anh. Từ chân thủ anh vù lên thành chân công. Tỷ số 2 đều. Tuấn Anh rất uy lực. Điểm chạm cầu vừa rồi lên đến 1m90. Không có cơ hội cho hàng chắn của câu lạc bộ Văn Quán. Một pha đặt cầu rất kinh nghiệm của Quân Văn Quán. Tỷ số 3 đều. Hai đội đang vẫn giằng co. Tuấn Anh lại là một pha quét cầu rất cao của Tuấn Anh. Hoàn toàn loại bỏ hàng chắn của câu lạc bộ Văn Quán. Rút mất rồi, rất đáng tiếc. Mặc dù chân chắn của câu bộ Công viên Tuổi Trẻ là Huy Sáng, cũng không phải là chuyên chắn, nhưng cũng đủ gây áp lực dành cho Quân. Rất cao, trên đỉnh đầu của Huy Sáng khoảng 10 cm. Một chút lợi thế vẫn đang dành cho Huy Sáng với các đồng đội. Tỷ số đang là 4-5. Đặt cầu. Một câu trả lời đến từ Tuấn Anh. Trên sân hiện nay đang có hai người tên là Tuấn Anh. Một người là Tuấn Anh của Công viên Tuổi Trẻ và một người còn lại đó chính là Sư Bùi Tuấn Anh. Một pha quét bạt chắn của Quân. Tỷ số 5-6. Tạ Long thành công. Xem rất xuất sắc. Mỗi lần Sư Bùi phải làm vai trò phụ công thì anh đều thành công. Một pha kinh nghiệm, chỉ cần gạt cầu qua lưới thôi. Tỷ số đang là 6 đều. Tuấn Anh rất uy lực. Trận cầu này sẽ được định đoạt bởi sự ổn định, bởi vì hàng thủ bây giờ đều là những hàng thủ rất xịn. Chỉ là sự ổn định của hàng công hoặc những pha bùng nổ mò được cầu hoặc chắn được cầu của hàng thủ mà thôi. Và trong cuộc chiến này thì cũng đang rất cân tài cân sức. Rất cao, cầu cắm sâu. Cả Tuấn Anh và Quân thì đều có những xác suất nhất định về công hỏng. Khoảng đâu đó khoảng 1 đến 2 quả mỗi trận. Tuy nhiên trong khoảng tầm 6-7 điểm vừa rồi thì chúng ta đều thấy là cả Quân lẫn Tuấn Anh đều đang đạt phong độ tốt. Chưa mắc, Tuấn Anh đã Quân đã mắc một sai lầm nhỏ.
cầu ngoài. Hố đang là 8 đều, một chút lợi thế nghiêng về phía Tuấn Anh và các đồng đội. Một pha bổ cầu không có gì khó. Quân rất đáng tiếc, một pha gạt cầu không có gì đáng ngại, nhưng mà Tuấn Anh lại bắt chậm mất rồi. Tỷ số 9-8 nghiêng về Sư Bùi và các đồng đội. Tuấn Anh lại là một pha quét cầu răng và phát cầu bật chắn. Tỷ số 9 đều, rất cần tài cần sức. Quất chắn cầu thành công. Hơi chưa hiểu nhau. Quân cầu ngoài rất mạnh, một pha quét đứng. Quân có vẻ hơi lười nhảy, có vẻ như anh sẽ quét mạnh hơn khi anh không nhảy và trụ một chân xuống đất. Chân lưới, chân lưới. Có vẻ như mỗi khi nhảy thì Quân sẽ có xu hướng không kiểm soát được cái chân của mình, dẫn đến là rất dễ bị vào lưới. Bởi vì anh cũng là một người có cái que quét cầu phải nói là cực kỳ mạnh, một trong những người quét mạnh nhất của làng cầu Hà Nội hiện nay, bên cạnh những anh hùng nặng gỗ hoặc là Tú Mantilo, thì Quân là một người sở hữu qua pha quét cầu rất có lực, rất nổ. Chắn cầu, một pha chắn cầu nhưng không thành công của Lợi Nguyễn. Anh ốp hơi cắm và hơi xa lưới. Đáng ra với cự ly như vậy thì anh phải là quả chắn moi. Có thể nói Tuấn Anh đang được hỗ trợ bởi hai chân thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ Công viên Tuổi Trẻ cũng như làng cầu Hà Nội, đó là Huy Sáng và Nguyễn Văn Lợi. Hơi đáng tiếc một pha bạt chắn nhưng Huy Sáng không moi được lên. Tỷ số 12-13 nghiêng về Tuấn Anh và các đồng đội. Rất cắm. Tuấn Anh có vẻ như đang được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh từ hai người anh của mình. Tóm cầu thành công. Lợi Nguyễn rất đáng tiếc, Lợi Nguyễn đã bị ngửa. Ở đấy là em bị giật rồi, xong rồi anh lại bảo là Lợi Nguyễn có hình sáng này, tránh luôn. Công tác anh nêu một trạm đến đấy, sao em biết được 2 quả, 3 quả nhỉ? 2 là 3-4, bây giờ là kém 1 thôi, 3-4. Tỷ số 3-4. Rất đáng tiếc, Sư Bùi đã không phát cầu qua lưới. Tỷ số 15-13, nghiêng về câu bộ Công viên Tuổi Trẻ. Quân rất đáng tiếc, đấy như chúng tôi đã nói, về yếu tố ổn định có vẻ như Quân đang không được ổn định hơn là Tuấn Anh. Anh đã bắt đầu có những sai sót nhất định. Cầu qua vừa rồi cũng là pha giật cầu hỏng của Quân, nhưng mà Lợi Nguyễn đã không phán đoán được. Rất tốt, một pha sửa sai của Tuấn Anh khi nêu cầu rất là cắm lưới, nhưng anh vẫn xử lý được. Tỷ số 17-14. Rất cắm, cả hai chân công đều đang thể hiện khả năng đè cầu của mình. Nếu như Tuấn Anh thì có thể 15-17. Nếu như Tuấn Anh có khả năng đứng một chỗ cũng có thể quét cầm, thì Quân lại sở hữu sức bật vượt trội,
nên hai anh đều có khả năng quét cắm sâu. Tỷ số 18-15 nghiêng về công viên Tuổi Trẻ. Ôi thò rồi, thò rồi em ạ, thò nhiều quá. Một pha hơi tham cầu của Quân. Thò. Và quét thẳng cầu vào mắt của Lợi Nguyên. Rất may cầu không vào phần trong mắt mà vào lông mày. Tỷ số 16-19. Văn Quan phát cầu. Sư Bùi và các đồng đội vẫn chưa thể tìm được cách để xuyên phá hàng phòng ngự của Huy Sáng và Lợi Nguyễn, hai chân thủ ma danh của làng cầu Hà Nội. Gần như anh không có điểm yếu về bắt cầu, bắt phát cầu, trừ phi là có che có chắn. Lại là một pha quét cầu mặt chắn. Lợi Nguyễn và Huy Sáng đều có khả năng bắt cầu hai chân. Hai chạm rồi, còn một chạm nữa. Rất giỏi. Lợi Nguyễn đã quét và thành công. Xin chúc mừng Lợi Nguyễn, Huy Sáng và Tuấn Anh. Trận cầu rất hấp dẫn. Điểm chốt của trận đấu được quyết định bởi quả quét thần thánh của Lợi Nguyễn.